cư dân Thanh Hà bức xúc vì vẫn phải hứng nước xe tét. Ban ngày, cư dân sống ở khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội thay nhau nhận nước từ xe tét của các mạnh thường quân. Họ không dám sử dụng nước máy do kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy nước chứa E. coli, hàm lượng amoni và clo vượt hàng chục lần mức cho phép. Buổi tối, cảnh cư dân xếp hàng chờ hứng nước từ xe tét lại diễn ra. Nước sinh hoạt ở đây bị mất từ ngày 14 tháng 10 sau khi người dân phản ánh về chất lượng nguồn nước. Theo người dân, những ngày qua, nhiều trường hợp phải nhập viện do da nổi mẩn ngứa, viêm nhiễm phụ khoa, đau mắt, chóng mặt, buồn nôn. Chiều tối ngày 24 tháng 10, cư dân Thanh Hà và đại diện công ty nước sạch Thanh Hà tham dự cuộc họp dưới sự chủ trì của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội. Dân cư khu đô thị Thanh Hà còn phản ánh việc Ủy ban Nhân dân xã Cự Khê thành lập đội giám sát tại các vị trí bồn nước lưu động trước các tòa nhà là không hiệu quả, điều cần thiết là kiểm tra chất lượng đầu vào. Đại diện tổ dân số 6 cho biết, từ ngày nhà máy nước Thanh Hà cung cấp nước, đồng hồ chưa một lần được kiểm định. Cư dân phản ánh rằng, 3 đến 5 tháng liên tiếp, họ được thông báo số nước sử dụng giống nhau. Tại cuộc họp, lo lắng việc công ty nước sạch Thanh Hà sử dụng nước ngầm cạnh nghĩa trang, khu bãi rác cũng được nêu ra. Trả lời những kiến nghị, đề xuất của cư dân, lãnh đạo huyện Thanh Oai cho biết, để có nguồn nước cấp đủ cho Thanh Hà với nhu cầu sử dụng 3.500 mét khối ngày đêm, nhà cung cấp phải bơm liên tục 5.000 mét khối trong vòng từ 7 đến 10 ngày thì lượng nước mới trở lại bình thường. Chia sẻ tại cuộc họp, ông Dương Đình Trình, phó giám đốc công ty nước Thanh Hà cho biết sẽ rửa bể luôn từng khu, từng vị trí và điều tiết chéo nước từng tòa nhà cho nhau. Sau khi rửa bể, chúng tôi sẽ mời CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm trực tiếp công khai. Còn về đề nghị thay đơn vị cấp nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết hệ thống nước chỉ có một nguồn từ Hà Đông, đơn vị này phải chủ động điều tiết lưu lượng.